Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách kết nối của hai PC với nhau thông qua đường truyền không Ethernet. Thì đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái reset mới. Mình sẽ tạo ra một cái trạm BOC. Thứ nhất, mình đặt tên là Master. Tiếp theo mình sẽ áp PC vào và các module mở AI DI. Và mình tiến hành sao lại nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái PC thứ hai, thì mình sẽ copy từ cái PC thứ nhất và mình sẽ sửa tên lại là sao. Và như vậy mình đã có hai PC nha các bạn, hai trạm PC. Và tiếp theo mình sẽ insert kết nối truyền thông nha các bạn. Ở đây mình sẽ kết nối Ethernet và mình đặt tên cho kết nối truyền thông và mình sẽ xóa bỏ kết nối MPI. Mình chỉ giữ lại kết nối Ethernet thôi nha các bạn. Các bạn nhắm kéo từ vị trí kết nối truyền thông Ethernet vào cái đường xanh ở trên, đó là trận kết hai đường truyền thông mà mình đã khai báo nha các bạn. Và mình sẽ kiểm tra lại, đây là địa chỉ của PC chính. Và đây là địa chỉ của PC phụ. Tiếp theo trên PC chính mình sẽ insert một đường truyền. Sử dụng đường truyền của step 7 nha các bạn. Thì cái này sẽ nằm ở PC chính, có quyền gửi nhận thông tin. Các bạn chú ý cái này nha. Nếu các bạn không insert cái này thì các bạn không truyền thông được. Và tiếp theo đó mình sẽ save compile lại nha các bạn.
Ở đây mình sẽ insert OB100 vào nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đặt vị trí truyền từ có độ dài là từ 0 tới 100 byte nha các bạn. Các bạn chú ý nha, các bạn làm theo giống mình, tại vì cái này nếu các bạn truyền thông giữa hai BC 7300 và thì các bạn sẽ sử dụng hàm này rất là nhiều đấy. Ở đây mình sẽ tạo một bit luôn luôn on nha các bạn và một bit luôn luôn off. Thì mình biết cái hàm này thì sẽ không bao giờ off được nha các bạn. Và hàm này không bao giờ on được nha các bạn. Tiếp theo mình mở OB1 và mình viết chương trình nha các bạn. Các bạn vào hàm thư viện lấy hàm truyền truyền dẫn ra nha các bạn. Đây mình dùng FB12 để truyền, để gửi á. Và mình đảo khối DB dữ liệu cho cái hàm. Các bạn cần thông tin gì thì các bạn nhấp vào cái hàm FB12 và nhận F1 ra thì sẽ có thông tin đầy đủ về cái hàm này nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái sung. REQ đây là một cái sung để truyền nhận nha các bạn. Ở đây mình tạo sung bằng cách là set dùng hàm dùng M02 để tạo sung nha các bạn. Tiếp theo mình chọn cái đường truyền mình đã tạo từ lúc đầu rồi nha các bạn.
Và SD này là cái dự cái kho khối data log mà mình chứa dữ liệu để mình truyền nha các bạn. Mình đã tạo vào lúc đầu video. Mình đã vô mình sẽ mình tạo ở khối DP1 là mình truyền. Lên là cái độ dài bit truyền. Độ dài truyền thì mình đây mình sẽ làm 100 byte nha các bạn. Đây mình mở DB1 lên. Đây là cái tên. Cái tên mình đã để vào. Và độ dài nó là 100. Thì mình sẽ đặt đây là một cái hàm tạm, một cái giá trị tạm. MW4. Thì mình sẽ mu giá trị 100 vào MW4 tương ứng với độ dài nha các bạn. Thì cái hàm này các bạn có thắc mắc gì các bạn nhấp vào và nhấn F1 nha. Thì sẽ có thông tin đầy đủ. Như vậy mình đã khai báo xong khối DB1 để truyền nhận rồi nha, để truyền rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tạo dữ liệu truyền. Đây mình cần phải khai báo lại cái CPU nha các bạn thì mình mới dùng được M100 được. Đây mình sẽ làm M100.5. Giá trị điểm này thì mình sẽ dùng DBW0 nha các bạn. Mình sẽ dùng 1 và DBW0 để truyền nhận. À, như vậy mình đã xong cái PBX chủ và bây giờ mình sẽ qua PBX tớ thì mình sẽ copy DB100 và DB1 qua. Và mình đặt tên lại nha các bạn. Và tiếp theo các bạn mở OP1 lên và chúng ta sẽ viết chương trình cho chương trình nhận từ PLC chủ qua. Mình sử dụng FB13 nha các bạn để nhận dữ liệu. Tương tự như hàm truyền, mình cũng khai báo.
thì mình sẽ chuyển dữ liệu từ DB1 VK0 vào M6 nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ save lại và tiến hành mô phỏng nha các bạn. Thì mà ở đây mình sẽ mô phỏng 20 BLC nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đổ cho BLC thứ nhất. Tiếp theo mình tạo thêm một cái mô phỏng BLC thứ hai và mình sẽ tắt nguồn cái BLC đầu tiên để không để chương trình không phát hiện cái đầu tiên tiên nha các bạn. Và tiếp theo mình đổ BLC thứ hai vào. Thì trên PLC cái tên nó có chữ meter và style rồi nha các bạn, và tương ứng mình đã đổ xong rồi nha các bạn. Và run run tiến hành run PLC lên và chúng ta sẽ coi chương trình như thế nào. Đây, như vậy đã có dữ liệu truyền qua rồi nha các bạn. Và ở BLC chủ thì các bạn sẽ xem chương trình hoạt động như thế nào nha. Đây mình tạo bộ điểm sum. Các bạn thấy mỗi sum lên đều được điểm và được truyền qua BLC thứ hai như mình đã tạo. Thì như vậy mình đã hướng dẫn xong và mô phỏng xong truyền nhận dữ liệu giữa hai PLC với nhau nha các bạn. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và theo dõi và chia sẻ kênh của mình cho nhiều bạn biết nha các bạn, để mình có thêm những cái đăng ký mới và cũng có thêm một chút cái số lượng người xem về kênh của mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Xin chào các bạn, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.